Hình như mình có nghe tiếng khóc ở đâu đó thì phải. Các bạn có nghe không? Mình đang đi dạo phố nè. Thôi, hình như là tiếng khóc phát ra từ hướng kia thì phải. Thì ra tiếng khóc phát ra từ hướng kia thì phải. Thôi, bây giờ mình đi, mình tìm tiếng khóc ở đâu đây. Ủa, tại sao em bé lại khóc vậy? Hồi nãy có một cái chiếc xe, có một anh siêu nhân ngồi ở đó lấy kẹo của em bé rồi. Vậy hả? Thiệt là quá đáng mà. Em bé có thể kể lại chiếc xe đó ở đâu không? Em bé chỉ nhớ là có một anh siêu nhân ngồi trên đó. Thế xong rồi cái chiếc xe đó ở đằng sau có một cái máng. Có một cái máng hình như là đua xe đó. Anh cứu hỏa ơi, có một cái máng đua xe. Rồi có cái xe đó có 7 màu luôn đó anh cứu hỏa. Rồi rồi, để anh cứu hỏa đi tìm cho em bé nha. Dạ, cảm ơn anh cứu hỏa. Mà anh cứu hỏa nữa. Anh đã hứa rồi thì không bao giờ làm được. Hả? Không bao giờ làm được? Anh quên. Anh đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ làm được. Vậy cảm ơn cứu hỏa nhiều nha. Không có gì, thôi anh đi đây. Tạm biệt em bé nha. Chào các bạn, mình là siêu nhân. Mình là siêu nhân cưỡi xe 7 màu. Mình nên người ta thường gọi mình là siêu nhân 7 màu. Hôm nay mình mới cướp được kẹo của những đứa trẻ nè. Yêu quá trời kẹo luôn. Còn cái cây kẹo sugar này của con bé kia. Của cái con bé kia kìa. Hồi nãy mình mới cướp được cái em bé hồi nãy đó. Rồi để mình coi thử. Đây là một cái kẹo sugar màu hồng. Hương dâu. Nghe nói cái loại kẹo này rất ngon cho nên mình quyết định mình cướp về ăn thử. Đây là kẹo Ampenlibe. Hương nho. Kẹo này là kẹo mềm. Còn cái này là cũng một loại kẹo Ampenlibe nhưng mà là kẹo cứng. Hương cà phê sữa. Đây là đây là kẹo Ampenlibe hương dâu. Đây là kẹo sugar màu cam. Wow, hôm nay cướp được nhiều quá. Ước mong của mình là được cướp được rất rất là nhiều kẹo của những đứa nhỏ rồi sau đó thì mình sẽ ăn. Bây giờ mình ăn thử thôi. Ăn kẹo thôi. Ăn thôi. Ngon quá đi các bạn ơi. Đúng là người ta nói không sai mà. Loại kẹo này rất rất là ngon. Trời ơi, để mình kể cho mấy bạn nghe nha. Hồi sáng á, mình gặp hình như là một chiếc xe siêu nhân á. Cái tự nhiên hắn tông mình, cái xong rồi tự nhiên thì không để đánh lộn với người ta hả? Tụi mình là những chiếc xe những chiếc xe có giúp ích cho mọi người mà, chứ đâu phải những chiếc xe để đi đánh lộn đâu. Đúng rồi, đứa mà nếu mà có mình á là mình sẽ bắt hai người đó đi về tù. Xin lỗi nha, có một người à bạn ơi. Vậy hả? Đúng rồi, có một người à, nhưng mà trời ơi, có một người vậy mà mình tưởng đông lắm chứ. Vậy mà mấy bạn không, hai bạn không cãi lại một người hả? Tụi mình đã nói rồi, tụi mình đâu phải là sinh ra để cãi nhau đâu. Tụi mình sinh ra để giúp ích cho mọi người mà. Đúng rồi ha. Trời ơi, nếu mà mình không thắng gấp lại á là mình tông bạn rồi. Sao cứu hỏa nhỏ, bạn đi đâu mà gấp thế? Có chuyện lớn rồi, mới bị ăn cướp nè. Cái gì? Ai ăn cướp tiền của bạn? Ai hả? Ăn cướp bao nhiêu? Để mình còn lại bắt nữa, bao nhiêu vậy? Không phải. Ăn cướp kẹo. Trời ơi, bạn lớn rồi mà bạn còn ăn kẹo, người ta ăn cướp không có sao đâu. Không phải là mình ăn kẹo mà bị cướp, mà là một em bé. Một em bé
em bé đó tên gì vậy? Em bé đó tên là em bé. Trời ơi, em bé là đó tên là em bé. Bé thì ai chẳng biết là em bé. Thôi, nói chung là em bé nó khóc nhiều lắm. Mình thấy tội lắm. Đúng rồi. Các bạn có đi cùng mình không? Đi đâu? Đi lấy kiểu là cho em bé đó. Ừ. À bây giờ mình đi thôi. Ê mấy bạn hình như nghe nói là ở đây đúng không? Shh, im lặng. Để mình coi chỗ có đúng hay không. Thì mình nghe nói là số nhà 201 mà. Đúng là số nhà 201 rồi nè.